Mỗi lần mà chúng tôi có hẹn nhau đi đổ rác thì thường thời gian sẽ mất khoảng 2-3 tiếng, đủ để chơi khoảng 4-5 ván cờ. Và hôm nay thì chúng tôi hẹn nhau mang rác đi đến tận Hồ Trị An. Bởi vậy nên là phải chuẩn bị đồ bảo hộ đầy đủ, xăng đổ đầy, mang giấy tờ xe, thậm chí cả đồ sửa xe để nếu cần có gặp sự cố gì thì sẽ xử lý được. Bởi vì là đổ rác là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đây là đập thủy điện Trị An. Chúng tôi vừa mới tới đập đấy. Cảnh khá là đẹp. Chỗ này là đường vòng đi sang bên sát mép hồ và để đi sang qua một lòng lớn. Chỗ này là chỗ mà rừng là mũi của đỉnh cao để mà chụp hình tự sướng flycam và sống ảo và ngắm hồ. Nói chung là phong cảnh nó là bố của đẹp. Cho nên là nhân cái dịp này tôi quyết định làm bài thơ Hoan Hô Thủy Điện Trị An. Đến đây bỗng thấy hoang mang cả người. Cảm xúc đang rất yêu đời. Cho nên quyết định nói cười vu vơ. Xin hết. Ôi thôi rồi của cổ động. Tôi gặp một đám khói cháy không biết vì đâu, có thể là do một anh nào đấy hút thuốc lá vứt ra đây. Rất may là sau vài phút thì các anh kiểm lâm đã xuất hiện và kịp thời dập tắt đám cháy và chúng tôi lại tiếp tục lên đường khám phá Hồ Trị An. Mọi khi thì tôi chỉ thường đi một đoạn, đi vào trong rừng và dừng lại và quay ngược lại. Nhưng mà hôm nay tôi quyết định rủ Khôi là sẽ đi một vòng lớn quanh hết Hồ Trị An để khám phá xem có những gì không. Hết đoạn đường nhựa thì chúng tôi đi vào con đường đất xuyên qua một cánh rừng. Mặc dù khung cảnh hai bên khá là đẹp, nhưng tôi thì hơi lo lắng bởi vì chiếc xe của tôi không hoàn toàn phù hợp cho địa hình này. Trong khi tay lòng thì càng lúc càng hào hứng hơn. Hết đoạn đường đất, chúng tôi bắt vào một con đường trải nhựa rất đẹp. Đây chính là con đường dẫn vào chiến khu D, một di tích lịch sử vô cùng quan trọng ở vùng Đông Nam Bộ và cũng là một điểm đến không thể bỏ qua ở khu vực Hồ Trị An. Nhưng rất tiếc khi chúng tôi đến thì vì một lý do nào đó, khu du lịch này đang đóng cửa. Chân dung của một ly nước mía tại xã Phú Lý.
ôi trời ơi, đỏ. Uống nước mía xong, hai thằng chúng tôi tiếp tục hành trình dấn thân vào nơi chưa biết. Hai thằng đi vào một cung đường vô cùng đẹp, cảnh quan xung quanh như ở trong những thước phim điện ảnh. Tuy nhiên ở bên dưới thì là những lớp bụi đất ngập đến nửa bánh xe. May mà đang là mùa khô, chứ nếu mà mùa mưa thì tôi tin chắc là xe của Tài Long cũng có khi cũng không thể đi được ở trong cái khu rừng này. Đối lập với sự vật vã của tôi thì Tài Long không ngừng nhảy nhởn trên chiếc Triumph Street Scrambler. Hai chúng tôi vô tình gặp một toán công nhân đang làm việc. Hai thằng bèn lấy cớ để dừng lại. À. Em biết cắt cái này là cái gì đấy? Dạ. Cây này là cái cây gì? Dạ, cây keo. Cây keo à? Dạ. Làm này thu hoạch này là thu hoạch để làm gì? Dạ, để làm giấy à. À, keo làm giấy à. Này là về ép ra là làm giấy từ này. Dạ đúng rồi. Đây là mọi người đang thu hoạch cây keo. Cây keo này là để làm giấy. Để làm trại của công nhân. Khai thác cây này lọc vỏ bỏ, lấy cái cây đem về băm ra, đem xuống xưởng băm ra, đưa qua nhà máy giấy, bắt đầu người ta ép lọc ra bằng giấy mình viết á. Dạ. Mình làm này là ngày nào mình cũng vô đây làm hả chú? Hay là có mùa có đợt thôi? À, cứ mình khai thác y một vùng này là dứt khoát là mình phải làm hết cái vùng này rồi mình mới đi. À, tức là cứ hết vùng rừng này rồi sang vùng rừng khác. Qua ra xong rồi đi ở vùng rừng khác. À, chừng bao lâu thì một vùng rừng này làm xong rồi chú? Ví dụ như giờ 5 mẫu thì mình làm 10 ngày đi, nửa tháng. À. Còn ví dụ như nhiều mẫu thì mình cứ nhân lên vậy đó, 5-30 mẫu là mình làm nó 4-5 tháng. Làm vậy chứ ở đâu lúc không yên nữa chứ phải ông bồ á, ông voi á, ông la, ông dí chạy. Ở đây có voi không ạ? Ở đây có voi hả chú? Ừ, có. Đâu lúc làm này là ông ra ông dí chạy ra tới lần luôn. Gọi là ông bồ. Chứ không dám kêu ông voi. Không dám kêu ông voi. Chứ còn nếu mà bà bồ thì sao chú? Bà bồ. Cái bà cũng phải kêu ông. Dạ. Yeah. Kiểu mình tôn trọng lắm vậy đó. Cúng ba cúng vái ổng để cho mình làm ăn, ổng đừng ra đừng phá của dân làng. Tức là như kiểu mình gọi kiểu không gọi tên Húy. Ai quyết định mình sẽ gọi vợ là bà bồ. Bà bồ. Bây giờ nhìn kỹ người cũng hơi giống nhau ha. Giống rồi. Hơi giống á. Ba cho con chú năm khoa. Rừng này rừng gì chú? Rừng này là gọi tên gọi là rừng gì? Rừng này là gọi là rừng tràm của Lâm Trường 1, xã Thanh Sơn, huyện Tịnh Quán, tỉnh Đồng Nai. Xã Thanh Sơn, huyện Tịnh Quán, tỉnh Đồng Nai. Ok. Nhưng cảnh ở đây thì đẹp, thì không phải nghĩ, làm đấy hơi bị hay. Có điều thỉnh thoảng thì là gặp ông bồ ra thì hơi phiền một tí. Ở đây vẫn sướng hơn là anh em mình ở nhà, vì anh em mình ở nhà là ngày nào cũng gặp bà bồ ở nhà. Đấy, là phải gọi nó né đi. Bà bồ mình xốp lại mà hả ông bồ mình chạy. Gia đình chú Năm Khoa và một thanh niên tuổi hơi cao nhưng mà mặt thì và tính tình thì đó là bố và ở trẻ. Đây là anh bồ chứ không phải là ông bồ, thấy không? Chia tay ba cha con chủ Năm Khoa, hai thằng chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi đổ rác phục vụ cho các bà bồ ở nhà của mình. Hai thằng đi băng ngang qua những cây cầu, những đường mòn xuyên qua các tán cây, xuyên qua các xóm làng, vô cùng đẹp, nên thơ và hữu tình. Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được một nơi dừng chân cực kỳ hoành tráng, ngay bên bờ hồ Trị An. Hai anh em đã đi qua một quãng đường, nó không phải là đường nữa, mà nó cũng không phải là ngõ, mà nó cũng không phải là hẻm, mà nó cũng càng không phải là lối. Mà nó chỉ đơn giản đó là đường đất len lỏi trong rừng. Và may mà là mùa khô đấy chứ. May mà là mùa khô thì mới đi được. Chứ còn nếu mà là mùa mưa thì chắc chắn là không đi được. Đi đến đây thì nên là đi theo đoàn hoặc hai người. Để một người nhìn bản đồ tìm đường.
đó, và nếu như mà có chuyện gì trục trặc thì còn có thể xử lý được. Tay Tuấn gọi điện khè mình là đang ngồi uống cà phê ở Hồ Tây rồi lãng mạn này kia này nọ. Mình cũng phải có một tí cạnh tranh, mặc dù không được lành mạnh cho lắm, bởi vì đơn giản là hồ mình nó to hơn Hồ Tây nhiều. Và cà phê mình cũng có cà phê. Cà phê cũng có cà phê. Cà phê đây. Đấy. Nhưng mà nói chung là chỗ này thì nó là chuẩn để ví dụ như là nếu bị vợ mắng, vợ đuổi, vợ bắt đi đổ rác, vân vân và vân vân thì có thể trốn ra đây là quá đẹp. Rời khỏi quán cà phê ngàn sao và là địa điểm đi trốn lý tưởng, hai thằng chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Chúng tôi băng ngang qua cây cầu treo Thanh Sơn, là một cây cầu treo dây võng, băng ngang qua sông Đồng Nai ở Định Quán, Đồng Nai, để đi hướng về phía quốc lộ 20. Ánh hoàng hôn trên quốc lộ 20 vô cùng nên thơ và hữu tình, đã khiến cho hai thằng chúng tôi quyết định rẽ về mũi Thanh Bình, là một trong những nơi được mệnh danh là đẹp nhất để ngắm ánh hoàng hôn ở Hồ Trị An. Không chỉ có chúng tôi, ở nơi đây chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều các bạn trẻ đang ra đây để cùng nhau vui chơi, chụp hình và cùng tìm kiếm những ánh sáng cuối cùng của ngày. Như vậy là một ngày đi đổ rác của chúng tôi đã sắp kết thúc. Cả hai chúng tôi cùng tin tưởng chắc chắn rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc. Và bây giờ là đến lúc chúng tôi phải trở về để đối diện với các bà bồ ở nhà. Hy vọng là cả hai sẽ còn cùng nguyên vẹn để tiếp tục có những hành trình đi đổ rác với nhau trong tương lai.